chuyện xảy ra khi ba học viên của Viện Khoa học Galactic bị lạc trong một không gian bí ẩn. Và họ phải kết bạn với một người ngoài hành tinh tên là Kulai để có thể sống sót và vượt qua khoảng không gian này. Họ phải dựa vào khả năng, trí thông minh và bộ quần áo không gian để thoát khỏi chủng tộc Chi'ap. Họ phải cố gắng giữ vị trí của mình, ẩn náu, tìm cách liên lạc và cảnh báo trái đất về sự tồn tại của Chi'ap. Liệu họ có thể đương đầu với chủng tộc thiên hà tàn bạo này hay không? Các em hãy cùng đón xem bộ phim Đội thám hiểm siêu phàm nhé!